công nghệ nhạc số chất lượng cao, hãng Nagrachimer đã đưa ra một dòng sản phẩm. Đây là một trong những dòng công nghệ rất là tuyệt vời, giúp cho những người mà ít hiểu biết về công nghệ cũng dễ dàng sử dụng được. Đó chính là Nagrachimer. Như các bạn nhìn thấy, đây chính là một khối chatbot rất đơn giản. Người ta đã cung cấp cho các bạn đầy đủ các cổng như là 12V và các đầu spy, tức là để cắm một đường tín hiệu vào. Và bên này thì có cổng quang, người ta đã hỗ trợ luôn cho các bạn một hệ thống dây như này. Ở phần bên này là các cổng USB. Và đây thì người ta sẽ hỗ trợ cho các bạn thêm một cái cổng để mà cắm về cái nguồn điện 12V đấy ạ. Vâng, đây chính là cái adapter và đây là cái dây nguồn của hãng để cung cấp được chính hãng từ Thụy Sĩ. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại về xem cái công nghệ này sử dụng như thế nào. Khi chúng ta kết nối với mạng LAN được sau này, đảm bảo về thông số kỹ thuật thì các bạn sẽ có một cái trình điều khiển như sau. Trình điều khiển này thì dựa trên các nền tảng của Tidal, Spotify và Run, thì các bạn sẽ thấy với trình điều khiển này thì đầu tiên là khi các bạn thấy trình điều khiển của Tidal thì ngay kết nối đầu tiên thì các bạn sẽ thấy một cái app nó ra đây và các bạn sẽ được collect ngay. Ở trong một giây đầu tiên thì đã được collect vào ngay. Và cổng Spotify thì các bạn sẽ được ứng dụng các công nghệ như này để các bạn chọn bài. Và đây là một cái điều kiện mà gọi là rất là thuận tiện cho người không biết, gọi là không có gọi là một chút nhiều về kiến thức về công nghệ thì cũng sẽ sử dụng được. Và phần bên này nữa, tức là đây AirPlay. AirPlay thì đây là được sử dụng cho bên Apple, tức là đây là khi các bạn kéo vuốt xuống ở cái màn hình chính thì các bạn sẽ thấy có một dòng hiển thị ra đây và các bạn sử dụng. Và với những công nghệ này thì tôi nghĩ đây là hoàn toàn là đến những người mà gọi là không hiểu lắm thì cũng sẽ dễ dàng sử dụng, và thêm một cái gọi là app thứ ba nữa để phục vụ cho tất cả những cái tín hiệu từ bên ngoài vào như là máy tính hoặc là những tín hiệu về đám mây thì cũng sẽ được sử dụng qua cái công nghệ này rất là dễ và đơn giản. Và cái quan trọng cuối cùng là chúng ta khai thác thế nào về cái kho nhạc trên toàn thế giới. Đó là một cái kho nhạc trực tuyến mà rất hay, mà đã đâu nay thì đã nằm ngủ và bây giờ chúng ta đánh thức nó dậy qua dòng Nagrachimer. Đây là một trong những yếu tố mà để giúp chúng ta được có một cái trải nghiệm rất là sâu về dòng nhạc số. Vì tại sao cái bộ giải mã này ứng dụng ở trên các cái công nghệ của các phòng thu và các phòng kỹ thuật từ rất là nhiều năm nay rồi, hãng Nagra mới tung ra một thị trường, một dòng sản phẩm như này để đánh thức mọi người để chơi được những cái dòng streamer mà như này, để thay được những cái khối băng đĩa mà trước đây chúng ta đang dùng. Thì bây giờ chúng ta có thể tải app và chúng ta chơi và streamer hướng tới một dòng công nghệ cao của dòng audio âm nhạc.